Xin chào Việt Nam, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với khóa học Angular Form. Bài 3 là bài Validate Data, tức là xác định dữ liệu. Trước khi vào bài mới thì tôi có nhận thấy là chúng ta đã bị một lỗi department kiểm thử nhưng mà trong biến, nhưng mà trên form của chúng ta thì đang để lập trình và ta thử chuyển đổi thì dữ liệu cũng không thay đổi. Thì tôi đã chưa gọi ng model ở dưới cái form này, thì tôi sẽ thêm. Tôi sẽ thêm ở dưới như sau. Department. Chúng ta sẽ quay lại xem là đã ok chưa. Vẫn đang lỗi. Tôi sẽ kỹ lại xem. Đây, có name thì mới chạy. Đây, dữ liệu đã thay đổi luôn. Và chúng ta sẽ tiếp tục vào bài mới. Bài đình dữ liệu. Để bài đình dữ liệu thì ta sẽ tạo thêm một file CSS. Chúng ta sẽ vào ở trong suộc Access, thêm một file mới, new file form.css, và khai báo hai class như sau: class ng valid ng valid.require thì đều có chung thuộc tính như sau: border left, type solid, bốn hai a chín bốn tám là màu xanh, thể hiện là đã ok, dữ liệu nhập đã pass validate, không sai gì. Tôi sẽ comment lại. Tiếp đến là ta sẽ khai báo CSS cho những dữ liệu nào invalid, tức là dữ liệu không đúng, không được xác định. Là border left, ta sẽ tô đỏ border left. Đây, cái solid, solid tức là không đứt đoạn đấy, tức là một đường thẳng. À, thì chúng ta sẽ lấy màu đỏ. 442. Đây, nó hiện màu đỏ ngay ở đây luôn. Copy ở trên xuống.
Test. Tiếp đến ở trong index.html ta sẽ gọi thư viện này. Sụp index.html đây. Chúng ta sẽ gọi select và file select ta vừa khai báo. Rồi cú pháp như sau. Link preferred web static web hướng dẫn của chúng ta sẽ là asset form setup. Như vậy là đã xong. Tiếp đến là chúng ta sẽ kiểm tra xem đây, nếu là điền là xanh, điền là đúng thì màu nó sẽ là màu xanh, còn nếu như chúng ta không điền gì thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ, tức là bắt buộc là người dùng phải nhập. Nhưng nhiều khi là người dùng thấy màu đỏ lỗi nhưng họ không biết lỗi là gì, vì vậy chúng ta sẽ phải thêm một số dòng thông báo lỗi là gì với người dùng. Chúng ta sẽ thêm như sau. Chúng ta sẽ vào nhân viên component.html. Chúng ta sẽ khai thêm một thẻ div ngay dưới input của chúng ta. Không hiện ra trừ khi bị lỗi. Chúng ta sẽ giấu đi khi tên của chúng ta valid, xác định tên của chúng ta xác định không có lỗi gì. Chúng ta sẽ gọi ra class chúng ta vừa khai báo, đây là chúng ta sẽ gọi class của CSS nó tên rồi. Thế là dòng thông báo này cũng sẽ có màu đỏ. Chúng ta sẽ thêm một thông báo như thế này, bắt buộc phải nhập tên. Rồi. Chúng ta sẽ quay lại form của chúng ta. Có lỗi rồi. Tôi kiểm tra xem lỗi là gì. Chúng ta sẽ xem lỗi là gì. Nhân viên component.tf chúng ta đang bị lỗi. Thôi là do chúng ta chưa có thêm đoạn code như thế này nên đã hiện trong thông báo bắt buộc phải nhập tên. Như vậy là bài thứ hai của chúng ta đã xong.
Tổng kết lại thì bài này chúng ta sẽ thêm các class để cho validate dữ liệu, tức là nếu không nhập gì thì nó sẽ báo đỏ và hiện dòng thông báo, và trong dòng thông báo của chúng ta sẽ không hiện nếu như name có nhập tên và không thay đổi gì thì sẽ hiện thông báo này từ Winston này, có nghĩa là không thay đổi gì. Được rồi, bài này đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.